Còn bây giờ chúng ta sẽ trở lại với những thông tin dự báo thời tiết. Ngày hôm nay thì nhiều nơi ở Nam Bộ đã có mưa sớm. Không biết là dự báo ngày mai như thế nào hả chị Hằng My? Dạ vâng, thưa chị Thiên Nhi cùng quý vị khán giả. Dự báo ngày mai mưa dông vẫn sẽ đến sớm, nhưng mà buổi sáng thì trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất rơi vào khoảng 33 độ. Sau 15 giờ thì lại có mưa dông. Do trên nền nhiệt độ cao, mây dông sẽ phát triển mạnh, dễ xảy ra dông lốc. Khi dông lốc và gió giật xảy ra thì thường mọi người thường chú ý là chằn chống cho mái nhà, cửa sổ hay là cửa ra vào. Thực tế, nhiều chậu hoa treo ngoài ban công từ tầng 2 trở lên cũng rất dễ bị rơi vỡ khi mà trời nổi dông gió, gây sát thương thậm chí là đe dọa đến tính mạng của con người. Vì vậy, quý vị nên kiểm tra lại các chậu hoa ở ban công nhà mình và gia cố lại để đảm bảo an toàn. Không chỉ Cần Thơ mà nhiều nơi khác ở miền Tây Nam Bộ chiều mai cũng tiếp tục có mưa dông. Ở ven biên giới phía Tây Nam như là Cao Lãnh, Châu Đốc, Rạch Giá thì có thể xảy ra mưa vừa mưa to. Do mưa nên là nhiệt độ ở đây cũng rơi vào khoảng là 31 đến 34 độ. Ở miền Đông Nam Bộ thì do mưa nên là nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ ở tại Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Đồng Phú với nhiệt độ ở ngưỡng đầu tiên là 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác dao động trong khoảng 31 đến 34 độ. Thành phố Phú Quốc chiều mai cũng có mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng là 31 độ, có gió biển thổi mát. Trên biển, ngày mai vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau thì vẫn tiếp tục có mưa dông, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km, đề phòng lốc xoáy và gió giật gây nguy hiểm. Trái lại, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang thì ít mưa, trời nắng, gió nhẹ, biển êm.